Trước khi vào video này thì các bạn lưu ý rằng video này chỉ mang tính chất vui vẻ giải trí trong những giờ học tập và làm việc căng thẳng mà thôi, không cổ suý cho bất kỳ hành động xấu nào hết. Và đặc biệt hơn hết, đây chỉ là game, các bạn không được bắt chước theo nha. Còn bây giờ thì let's go. Mừng Tết đến và lâu đến nhà nhà các bạn bạn cành đào hồng bé ơi, chúc cụ già được sống lâu sống hợp, một cao sang ăn đài ôn lên sang và kính chúc mừng cái xe gặp lại sao được cái gì vậy chị anh ơi, cái gì anh ơi, cái Tết Tết mà làm gì hành động đi cùng với cái nội. Trời ơi, em không biết hành động gì hết. Đây là hành động kiếm tiền để đi ăn, đi chơi trong mùa Tết đó em, trời ơi. Mà chưa tới Tết mà anh à, nhưng mà gần tới rồi. Ây sao hình lớn, xin lâm ngư, nhìn là quen, xin lâm ngư, quen mà chắc mấy đâu quen, xin lâm ngư, xin lâm ngư, xin lâm ngư, xin. Ok các bạn ạ, à, thì cũng tới sắp mùa Tết đến xuân về rồi. Nghe bảo là có một vài anh em đã thi xong. Có một vài anh em sao Tết mới thi. Go, 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 mày hỏi đi, tao cười gì đi, go, mày hỏi đi, go. À, cười gì ạ? Tôi cười vào mặt các bạn sao Tết mới thi đó. Trời ơi, một cái mùa Tết người ta được nghỉ mà các bạn phải nghỉ Tết xong, các bạn phải học bài trong mùa Tết để các bạn đi thi sao? Buồn quá anh em ạ, nhưng mà không sao cả anh em. Chúng ta chuẩn bị có những cái gọi là hoạt động kiếm tiền trong mùa Tết rồi. Mà nãy giờ anh em nhìn cái hành động con nhân vật tôi, anh em nghĩ là hành động gì? Anh em nghĩ hành động gì? Dẹp cái hành động đó nha, đây là hành động phát lì xì để có thể cho anh em nhận được lì xì trong mùa Tết đó. Nhận lì xì đó anh em, con kiếm tiền tiêu vặt trong mùa Tết nha. Và tất nhiên là cũng sắp Tết đến xuân về rồi, nên là tôi và Ruby cùng với một vài người bạn nữa ngày hôm nay quyết định đi học các bạn ạ. Ủa sao không đi chơi mà đi học là sao? Mình phải đi học để mình kiếm kiến thức để gọi là mình trong Tết mình không bị quên bài vở, chứ mình phải yêu thầy nhớ bạn, như gọi là yêu trường với em. Ăn đúng Tết không ngoài học đâu nhớ được không, chứ đang gần gần Tết mùa ăn Tết người ta phải ngồi người ta giải tỏa các thứ cho anh rồi, ai đi học làm vậy nè nha. Nói em biết nha, bây giờ nghe mùa Tết nha, em nghỉ bao nhiêu tháng, em nghỉ một tháng hai tháng hay em nghỉ em nghe một tuần hai tuần, em quay trở lại trường học em không còn bất kỳ kiến thức nào ở trong trường hết, thì điều đó nó sẽ là trở thành một cái nguyên nhân để khiến cho em trở thành một người gọi là mất học. Mà em mất học là sẽ không có kiến thức, em không có kiến thức sau đời, sau này ra đời em sẽ không làm được bất kỳ gì hết, em hiểu không? Thì bây giờ nào mình đi học lại thì coi như là mình có căn thì mình nhớ, còn không thì thôi. Mà giờ anh muốn bắt em đi học gì trời, sao anh nhắn tin rủ đi chơi mà cuối cùng là thấy đi học là sao? Đó gọi là nghệ thuật thao túng tâm lý. Ok anh em ạ, thì trường học mà tôi và Ruby đến không phải là một trường học bình thường mà nó là một trường học bình dương. Đây là một cái trường học được mang tên là trường quái vật đó. Ngoài những cái môn học mà ở trường anh em được hay học ra thì cái môn ở trường này nó còn dạy chúng ta cách bay nhảy, cách đi bắn quái vật nữa. Rồi sao mày đi ở cái cửa ra vào gì vậy luôn? Đừng có đi học, đừng có trốn học, mày vô đây, mày vô đây, vô tiếp nè. Rồi ok cái gì? Ủa đang là Giáng sinh mà. Giáng sinh nó qua rồi bà nội. Nhìn cái trường kìa chứ nội. Cái trường. Ủa vậy ta, ủa sao sắp Tết rồi mà sao không khí trường này Giáng sinh dữ ta? Không khí trường hơi Giáng sinh như ní. Ê à, trời Giáng sinh dữ dằn vậy trời. Ủa gì đây? Bắc Tu School đó, gù hay chưa, gù hay chưa? Đến cả cái biển của trường nó còn ghi là Bắc Tu School nè, thấy không? Đó. Ui, môn học đầu tiên, môn kẹo trái cây. Ui, môn học nấu ăn anh em ơi. Trời, tôi tuyên bố anh em luôn. Ngày xưa nha, là tôi được bá tôi dạy tôi nấu ăn dữ lắm. Cái món mà tôi nấu ăn giỏi nhất là cái món cơm chiên trứng. À, ghê không, ghê không, ghê không, ghê không? Go, thấy anh ghê không, go, anh biết nấu nhiều món lắm. Em biết nấu một cái món mà thượng thừa, ai cũng thích ăn hết, anh biết món gì không? Món gì? Nấu mì. Cũng đúng, nấu mì tôi cũng thích ăn. Cũng được, sắp xếp màu sắc của kẹo trái cây theo ví dụ. À, hiểu rồi. À, hiểu. À, hiểu rồi. Trời ơi, dễ anh em ơi. Dễ. Ủa, cái gì đây? Cái này. Xong rồi cái này. Ui ôi. Dễ mấy đứa. Nói về nấu ăn thì em 10 điểm. 10 điểm nhưng mà em nấu ăn có ngon hay không là vấn đề khác. Mấy điểm rồi? Mấy điểm người ta. Ui ôi, nãy giờ em làm sai nhiều quá. À, vậy mà kêu vấn đề nấu ăn em 10 điểm. Anh được 55 điểm rồi nè. Ủa gì nhanh vậy? Nhanh không? Tại vì anh có một cái đôi bàn tay khéo léo và một đôi mắt tinh tường để có thể nấu ra được những cái món siêu ngon, đặc biệt là món thả thính cơm chó cho các bạn khán giả coi đó. Trời ơi. Trời ơi. Trời lâu lâu cho ta hình chứ trời mệt ghê á, diễn bắt mẻ. Rồi rồi đó, 108 một. Ui gần hết thời gian rồi bạn ơi. Gần hết thời gian rồi, cố lên. Ôi sai nãy giờ luôn. Trời ơi sai nãy giờ là gu không được điểm A chắc rồi các bạn ơi, gu không được điểm A chắc rồi. Xin lỗi ai biết có cơ duyên. Sao mà có cơ duyên được, cái này lại mất cơ hội rồi. Để máy. B cộng. Tôi làm tốt nhưng mà cũng được có B cộng anh em à. Tôi làm tốt xuất sắc thì mà được có B cộng vậy trời.
Nhưng mà không sao, tôi hơn Ruby. Ruby được có C cộng anh em ơi. Ủa vậy là em hấp thiểm nhất hả? Ừ đúng rồi, bà là C đúng không? C, C cộng. Vậy là hấp nhất hả? Rồi tiếp theo là môn học và phá hội, phá vỡ. Ủa phá vỡ là cái này hả? Áp rung hả? Phải không? Phá không? Không phải đâu. Phải không đấy? Ủa sao môn học ở đây là phá vỡ mà sao vô áp rung là sao anh em này là... Ủa? Ủa? Ê, vô ngục lớp ở đây. Không đúng lớp rồi má, đúng lớp rồi má. Đúng lớp hả? Tìm ảnh bị mất anh... nè. Ê ngồi kế bên anh đi. Ê mày ngồi đối diện anh đi để hai đứa so điểm cho dễ nè. Ê coi làm gì đi ta. Tìm ảnh bị mất, bạn phải chọn hình ảnh và sau đó đặt vào vị trí của nó. À đù. À dâm ba cái này. Ây à. Ây à. Ôi ôi game này dễ bạn ơi. Game này dễ rồi. Game này dễ rồi. Game này dễ rồi. Trời ơi tưởng game gì nó khó khó chứ. Có game nào khó hơn không hả? Game này dễ quá anh em ơi. Thôi. Ôi trời. Em làm được. Ủa làm được. Làm được không? Bao nhiêu điểm rồi? Làm được với bao nhiêu điểm rồi? Từ từ. Cái gì cũng phải từ từ anh hiểu không? Từ từ là thua đó em ơi. Từ từ là thua đó. Đang làm đây. Đang cố gắng. Từ từ là thua đó. Bây giờ được bao nhiêu điểm rồi? Gu nói chính xác nào? 100. 100. Trời ơi bà làm nãy giờ bà được 100 điểm nhiều quá ha. Tôi được 200 rồi nè bà già. Ủa gì nhanh vậy? Không phải tôi nhanh đâu, tại bà làm chậm á bà nội. Sao nói gì kỳ cục vậy? Xin lỗi được chưa? Gần 300 điểm rồi nè em ơi. Gì nhanh vậy? Còn gì nữa, người ta làm người ta phải làm nhanh chóng lên chứ, người ta phải nhanh mắt lên hiểu không? Đó, trời. 300 điểm trong lòng bàn tay anh em ơi, 300 điểm trong lòng bàn tay rồi, còn lòng bàn chân là nắm 400 điểm anh em hiểu không? Rồi. Rồi, gu tầm này gu thua tôi dắt anh em ơi, tôi giờ là tôi học sinh giỏi nhất lớp rồi. A cộng. A cộng. Được chưa? Ủa, ủa đúng được A cộng hả? A đù. Ây da, cũng ghê nha, cũng ghê nha, rất ấn tượng nha, ghê nha. Đu cũng A cộng ghê nha. Còn... Ủa, môn tiếp theo là môn gì vậy? Ủa nghỉ chưa hả? Chưa. À đi ăn, 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 đi ăn. Ủa căng tin đâu vậy? Ơ nhưng mà mẹ anh cho anh buổi chiều ăn sáng có 2.000 rồi, sao anh mua được vậy anh ăn? Giờ mấy anh với em hùng tiền lại mua tô mì gói ăn đi. Không em gì có tiền anh, em đi theo anh á. Bạn thích món nào? Trái cây chữa lành HP. Ủa quá trời đồ ăn luôn nè gu ơi. Ui. Ủa tiền. Anh. Ui. Hôm nay mẹ anh cho tiền nhiều, mẹ anh cho anh tận 700 xu là ok anh sẽ mua mì. Đấy. Gu ăn mì không? Đâu, mua cho em đi. Ừ, mày không ăn mì tự mua đi chứ. Trời ơi, ai rảnh không mua cho giùm bà nội. Ăn mì tự mua đi, mì tự mua đi. Anh chán miếng vậy. Không, ồ, có mấy bạn đang vô thư viện nè, cô ơi, có mấy bạn vô thư viện nè. Ủa, thư viện đâu vậy? À, đây rồi. À, thư viện, ôi, tiếp theo, ủa sao mấy bạn. Ôi, hình như là do tôi với Gobi đi học quên coi thời khóa biểu hay sao quá các bạn. Sao mấy bạn này biết môn học gì ghê vậy? Ồ, đây. Ở đây mình có cái gọi là nhiệm vụ nữa nè các bạn ơi. Ây da, để coi bạn xếp hạng coi ai đang top 1 đây. Ui, à không, xu của tôi hồi nãy tôi mua đồ ăn rồi nên tôi mới bị tụt xuống top 5. Chứ ban đầu là tôi top 1, anh em ban đầu tôi tận 700 xu lận. Rồi gì đây? Hình ảnh phù hợp, dùng trí nhớ của bạn để tìm những hình ảnh tương tự. À đù. Ê, em quên trên đây. À đù. Cái này. Cái này. Cái này sai. Sai. Nói gì đây? Sai, nói gì đây? Nào. Người có trí nhớ siêu phàm, người có trí nhớ Sam Phil. Sai. Nói gì đi anh, nói gì đi. Sai, nói gì đi anh em. Trời ơi. Nói gì đi, rô quá tuyệt vời các bạn ơi, rô quá tuyệt vời các bạn, hãy nói gì rô đi. Rô quá tuyệt vời, trời ơi. Không một ai có thể gọi là có trí nhớ siêu phàm như rô luôn. Lâu lâu game hơi lắc là bấm hơi lỗi thôi. Rồi, ở đây, ok. Ở đây. Ở không, ở đây. Ok. Ok. Khó vậy. Không sao, vẫn được 200 điểm trong tầm tay anh em hiểu không? 200 điểm trong tầm tay, điểm A cộng dưới chân anh em ạ. Rồi, dễ. Dễ, trời ơi. Môn này dễ quá, có môn nào khó không à? Có môn nào khó không anh em, có môn nào khó không? Chứ tôi làm cái này là tôi A cộng chắc các bạn ơi. No. Gu điểm mấy à? A cộng là gu. Để coi xếp hạng coi. Xếp hạng, ui ôi. Hồi nãy mà tôi không mua cái đồ ăn kia là tôi bây giờ đang top 1 rồi đó anh em. Chẳng qua tôi do tôi mua cái đồ ăn nên tôi gọi là top 2 thôi nha. Thôi hồi nãy tụt top 5 cái làm xong môn này cái lên lại top 1. Thứ dữ không? Thứ dữ với ăn không? Thứ dữ với thứ này là thứ bảy chủ nhật chứ thứ gì chịu nổi anh em. Ủa trong này không có thời khóa biểu hả ta? Ủa từ từ để tôi coi có thời khóa biểu không? À đây có thời khóa biểu nè, môn tiếp theo môn âm nhạc cô ơi. Đúng rồi, môn âm nhạc. Rồi xong cô rồi. Hồi xưa là gu hát hay không? Không.
Hồi xưa rồi, vậy là mày xong mày rồi. Hồi xưa mình đi học mà mày hát không hay là mày học môn này không được đâu. Sai. Không sao, cái này người ta cần phải cận chiến người ta chơi được đấy không? Ủa? Đi học hóa mà. Ủa học hóa mà sao trong lời khóa biểu nó ghi là môn âm nhạc không nội? À không, hóa học sao mới tới âm nhạc không nội ơi. Trời ơi. Ui anh em ơi, tôi lớn lên tôi tha hóa rồi mà sao hóa nó chưa tha tôi vậy? Em ghét môn này. Me too. Ôi ôi, tôi tha hóa rồi mà hóa nó chưa tha tôi nên bây giờ mình tốt nghiệp rồi. Mình ra trường rồi mà mình vẫn phải học hóa. Tách các chất lỏng tương tự vào một ống. À dễ. Dễ, môn này dễ, môn này dễ, môn này dễ. Bỏ qua đây, bỏ qua đây, bỏ qua đây, thôi bỏ qua đây, bỏ qua đây. Ê, nó không dễ nha ní, nó không dễ nha ní. Cái môn này nó không hề dễ nha. Không sao, nhưng mà không sao, tôi làm được, tôi làm được, tôi làm được, tôi làm được. I can do it, I can do it, I can do it. Ok. Màu cam nè, màu đỏ. Ủa? Nè. Màu đỏ nè. Ok. Ok. Rồi. Ôi ôi. Ôi ôi ôi, môn này phải tư duy nhiều quá các bạn ơi. Môn này tôi đau đầu quá. Môn này tôi đau đầu quá. Nhưng mà tôi làm được, tôi làm được, tôi làm được. I can do it, I can do it. Ok. Ok. Tiếp theo là màu đỏ phải không? Màu đỏ nè. Màu qua đây. Màu qua đây. Xanh dương qua đây. Ôi tôi chết tôi rồi. Gu ơi, môn này khó quá Gu ơi. Ê sao nó khó vậy anh? Môn này khó quá, môn này khó quá. Ok. Màu xanh lá qua đây. À không, màu à. C. Ôi ơi, tôi chơi cọc. Ôi. Không sao anh em ạ, trong nguyên một lớp toàn C, tôi chơi cộng là tôi cũng là nhất lớp rồi. Để coi mình sẽ bạn nào. Em cũng chơi cộng. Tôi vẫn top 2 ngay mà tôi đang đuổi kịp ông top 1 rồi. Tôi đang đuổi gần kịp ông top 1 rồi. Ông top 1 đang chuẩn bị là tới công chuyện với tôi nè, tôi chuẩn bị dịch top nè. Bây giờ qua môn âm nhạc cô ơi. Tới môn âm nhạc thiệt không vậy cha? Thiệt, tới môn âm nhạc thiệt hứa. Trời ơi, nói không điều. Đây. Ui, anh được 37 xu nè cô. Ủa nhanh mới được cộng xu cái gì vậy? Ê đừng nói em thấp nhất lớp nha. À may quá mình. Coi. Gu hả? Uầy. Gu đứng hạng nhì lớp rồi nhưng mà từ dưới đáp lên Gu ơi. Đúng rồi anh ơi, nhưng mà không sao, miễn không biết cuối lớp là được. Mày chuẩn bị cuối lớp giờ nè, mày chuẩn bị cuối lớp giờ nè. Không sao. Anh là học sinh giỏi nha, anh là học sinh giỏi nhất lớp. Anh đã chắc tận 200 điểm của cái bảng top 1 rồi nhưng mà anh vẫn top 2. Chị phải hiểu là cái tầm của anh tới chỗ nào em hiểu không? Em yên tâm đi, em có học giỏi mà mốt anh mở lớp dạy kèm. Ok luôn. Em sẽ được A cộng. Để coi Gu được A cộng hay không nha các bạn. Nhìn ơi. Nhìn kỹ một lần duy nhất đây. Rồi ok. Rồi ok, bản nhạc âm thanh các nốt học theo mẫu trong bản nhạc. Ok rồi. Ui. Đây bây giờ mình sẽ bấm theo mấy cái nốt ở trên đây anh em ạ. Ok, đồ game mi pha sòn, sòn game mi pha đồ. Mừng Tết đến và lắm đến nhà nhà canh mà vàng canh nào không bé ơi. Chúc cù già được sống lâu sống thật ha. Em hát hay không? Không, đang làm bài rồi. Trời ơi, tôi tính hát vậy để cho Gubi nó gọi là thoải mái tâm lý để nó chọn mấy cái nốt nhạc cho nó dễ dàng tí. Anh đang hao túng tâm lý em chứ gì? Hao túng nhưng mà không túng trời. Anh không phải là giống như người khác đi hao túng bạn bè để lấy tiền nha. Rồi, okay, rồi đó. Anh vừa mới nghe tiếng mở cửa luôn ơi. Hình như có ông nào học muộn hay sao á. Tấm hợp. A cộng. Em cũng A cộng. Đù. Đâu rồi top 1 cho tôi. Top 1 liền anh em. Top 1 anh em thấy chưa? Anh em thấy gì chưa? Anh em thấy gì chưa? Top 1 liền. Đây tất cả các bạn. Ôi cô ơi. Em là em cái gì? Em đi học không cái gì? Ở lớp là được. Gái về. Tới giờ về rồi. Gái về. Ủa về hả? Thôi đi vậy. Nghỉ học luôn được không? Anh ơi. Ủa sao trường cấp điện gì vậy? Trường kiếm từ điện hả? Không biết nữa. Ê hình như phải đi đánh quái vật mày ơi. Hình như mình bị nhốt ở lại vào ban đêm rồi. Trường này chưa đóng tiền điện rồi anh ơi. Ui. Cái kẹo que để làm gì đây vậy? Cái kẹo que để làm gì đây? Ủa cái kẹo que để làm gì vậy? Như để quýnh cái gì anh ơi? Thì quýnh cái đầu em đúng không? Ồ, hình như bây giờ phải đi săn ma mày ơi. Hình như bây giờ phải đi săn ma hay sao á. Quái vật bị tiêu diệt sao nãy giờ mấy con nào ló đầu quá trơn rồi. À đây nè, bên đây nè anh ơi. À, đâu vậy, ở đâu vậy? Ở phòng thể dục. Ây da, nó quýnh em. Nó quýnh đau không? Đau anh. Đau. À, nó quýnh đau quá. Ây da. Nó quýnh một cái anh còn có 60 máu thôi. Thì đó em đang vô đây. Ôi chà
anh sẽ cầm, anh sẽ cầm nhà ná anh mày. Mày đâu rồi? Mày, mày hết không? Mày hết chưa? Cúp điện chưa? Mày, ta. Này, mày cúp điện rồi gu. Sao quýnh tao lại? Ây da! Súng này nó mạnh quá vậy. Ui, hình như cái này cũng là tính được vào điểm xếp hạng hay sao á. Ủa, sao em lên top 2 lại rồi gu? Ủa, em đâu biết đâu. Sao mày lên top 2 của trường rồi? Ủa, em đâu biết. Yes! Anh đã tiêu diệt được một quá vậy. Ui, ê con này nguy hiểm quá anh. Ok, không sao, cứ đứng xa bắn thôi, cứ đứng xa bắn thôi, đạn mình đạn vô hạn mà. Ây da, ây da, có mấy. Trong phòng này có hai con. Ui ôi, không đủ đạn rồi, ui. À, đi lượm mấy cái hộp quà anh ơi, là sẽ có đạn. Không, anh có cái này nè. Ây da, ây da. Sao vậy? Ủa, chị nào mới tới sáng vậy? Trời ơi, tôi cần đi học, tôi cần bổ sung kiến thức. Tôi không muốn đi đánh quái vật. Đánh đó, đánh đó. Mày hả bưởi, mày hả bưởi. Ok, anh tiêu diệt được. Dài quá anh ơi. Anh tiêu diệt được bao quái vật rồi cô à. Anh tiêu diệt được bao quái vật rồi. Mày, quái vật, quái vật, quái mày vật. Bưởi, mày, ây da. Rồi, anh biết tại sao trường này được tên là trường học quái vật rồi cô ơi. Tại nó có quái vật hả? Ừ. À. Ê, trời sáng rồi. Yes. Woo. Giờ trời mới sáng hả trời. Giờ trời sáng rồi, để coi ngày ngày số 2 của chúng ta. Uầy, môn đầu tiên là môn toán học cô ơi. Môn toán. Ừ, môn toán. Em ghét toán. Đi học toán nào, đi học toán nào, đi học toán nào. Anh thích toán. Thôi đi học là anh em thích nhất cái môn nào á, thì anh em đừng quên để lại bình luận phía bên dưới giúp tôi nha. Và anh em học giỏi nhất môn nào thì anh em đừng quên comment phía dưới luôn nha. Còn tôi hả, hồi đi học á là tôi thích nhất là hả môn thể dục. À, thể dục là chưa bao giờ tôi bị điểm âm luôn. Ê, em cũng vậy anh ơi. À, mày thích thể dục tại mày lười chứ gì? Không phải tại lười quyền mà là tại chị giỏi được một mình môn đó thôi. Rồi nào, bây giờ tôi cũng thích môn toán này. Giờ tôi lên bàn đầu tôi ngồi luôn. Hồi đi học anh em ngồi bàn số mấy? Tôi là hồi đi học tôi toàn ngồi bàn đầu mà. Tại vì ngồi bàn cuối tôi nói chuyện nhiều quá nên nhớ bây giờ tôi lên bàn đầu ngồi. Rồi môn toán. Ồ không, 20 giây nữa toán mới bắt đầu. Gu ơi, giáo viên 20 giây nữa mới go. Giờ mình lo bán tráng trộn mình ăn đi Gu. Làm gì có tráng trộn mà ăn anh. Ê... đi học má cho tiền nữa. Sao xạo. Không cho tiền mà nãy mua được tô mì. Em đừng có mua đâu, anh là người mua mà. Ủa không mua hả? Ủa sao nãy tôi trong ký ức của tôi là tôi nhớ Gu Bi có mua mà ta. Gì đây? Sắp số các số từ 1 tới 9. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Đừng đọc quá anh. 8, 19, 20. Nhưng mà vẫn thua mình. Không sao, lên lớp là được rồi. Ôi ơi, không sao, anh vẫn đang giữ xếp hạng học sinh giỏi nhất lớp các bạn ơi. Tôi vẫn đang giữ xếp hạng học sinh giỏi nhất lớp. Môn tiếp theo của chúng ta, để coi coi là môn gì đây. Môn tiếp theo, môn nấu ăn. Ôi, lại tiếp tục môn nấu ăn cô ơi. Ok, môn nấu ăn hồi nãy là do là mới à, tôi chưa biết học sao. Bây giờ giáo viên dạy tôi kỹ càng rồi, nên là bây giờ tôi hả biết rõ môn nấu ăn làm sao rồi. Lần này tôi được điểm A cho anh em coi. Rồi, mở đầu ngày bằng một con điểm A cộng là quá tuyệt vời anh em. Bây giờ tôi cho thêm một con điểm A cộng là tôi sẽ làm đẹp bảng điểm của tôi các bạn ạ. À. Rồi, vô nào. Ủa gì đây? Ủa là sao? À, à không. Bấm bên anh ơi. Hiểu rồi. Trời ơi, vậy là mỗi lần mà mình làm là nó sẽ học một môn khác các bạn ạ. À. Ây da, khó vậy. Không sao, nhưng mà cái này dễ hơn hồi nãy cô ạ, đúng không? Đúng rồi, cái này dễ hơn nãy, nãy khó quá trời luôn. Cô ơi, yeah. Bao nhiêu điểm rồi? 200. Rồi, 200 luôn rồi hả? Dữ dằn thiệt, dữ dằn thiệt, dữ dằn thiệt. Ui, delay quá. Tính ra Gu có một đối thủ khá là khó nhằn nha các bạn. Ui. A cộng 200 mà A, mày xạo tao, 200 mà A. Ủa em điểm A nè. 200 là A cộng mà già. Ông ai biết đâu em là 200 điểm A nè. Điểm 222. 222, ủa anh cũng 200 sao anh A cộng nè. Em đâu biết. Tiếp theo là nghỉ trưa xong rồi tới mỹ thuật. Ôi lần này tôi rút kinh nghiệm, tôi không có mua đồ ăn nữa nè. Mà hiện tại là tôi đang tấp, ui Gu Bi tuột tấp 3 nữa bạn ơi. Cô Bi tụt tấp 3 rồi. Xếp số, đây xếp số mình vẫn đang tấp 1 nha các bạn. Văn bản mẫu thì chưa nè. Thẻ phù hợp tôi vẫn đang tấp 1 nha. Đâu rồi ta, cái gì tôi tấp 1 đâu không? Phân loại trái cây kẹo tôi cũng tấp 1. Cái loại mà kiểu tôi, cái mà môn nấu ăn mà tôi được điểm B á, tôi vẫn đang tấp 1 nè. Phân loại nguyên liệu tấp 1 luôn.
Trời ơi, tôi đỉnh quá anh em ơi. Tim ảnh bị mất top 1 luôn. Trời ơi, tách chất lỏng top 1 luôn. Bản giai điệu top 1 luôn. Tổng số su top 1. Cái gu ơi, anh là học sinh giỏi toàn diện rồi gu ơi. Top 1 tất cả các môn gu ạ. Không môn nào em là anh yếu hết. Em cần học giỏi, em chỉ cần lên lớp. Rồi, anh không môn nào anh yếu hết, anh chỉ có yếu tiếng Trung thôi. Ghi chưa, ghi chưa đây, ghi chưa đây. Phân loại giấy tờ. Phân loại giấy tờ, hứa đâu có phân loại, nghệ thuật. Ách rùm bên kia, ách rùm bên kia. Gì đây, phân loại giấy. Bạn phải phân loại màu theo màu sắc của giấy. Dễ. Dễ cô ơi, môn này dễ cô ơi. Nãy giờ mấy bạn nhắc điểm A cộng quá trời luôn anh ơi. Ừ, còn gu hả, toàn điểm A với điểm B không à. Xin lỗi được chưa. Gán kiếm còn A cộng các bà già. Môn này dễ nè, gán kiếm môn A cộng coi. Thì môn này dễ nè, gán kiếm còn A cộng coi. Môn phân loại giấy thì phải. Tìm anh bị mất phân loại giấy tờ. 350 top 1 luôn. Trời ơi, anh đỉnh quá cô ơi. Toán học, môn tiếp theo môn toán học. Trời, không biết trong cái lớp này học có ai toán không nữa hả? Không biết là trong cái lớp này có ai xoáy ngôi được tôi nữa không. Nhưng mà tôi thấy là tôi đang bị đỉnh ở đây. Nên mà tôi đang cảm giác mình bị đỉnh á anh em. Trời ơi, đỉnh quá. Vô toán học tiếp. Ây da, gu ơi là gu học được toán không? Nãy thấy gu toán được. Không, hồi nãy toán gu cũng được B cộng chứ. À, được A chứ. Toán học gì vậy? Hồi nãy toán mày được A mà đúng không? Không nhớ nữa, nãy học gì vậy? Ây da, anh nhận được 100 xu nữa nè. Rồi ok, môn tiếp theo. 5 cộng 8, 13. Ủa, em bị lắc rồi anh ơi, em thấy gì trơn à. 9, okay. 10, 18. Ok. 7 cộng 8, 15. Ok. 2 trừ 3, 3 cộng 4, 7. 2 trừ 3 là âm 1. Âm 1 cộng 4 là 3, 13. Mà bươi. Rồi, 15, 21. 26. Ok, rồi. 10 à, nhân trước là 10 nè, 18 28. Ủa gu đi đâu rồi? Em... trừ 2. Ủa sao nó không cho em làm bài vậy? Cái này là 20 nè, trừ 2 với 20 là trừ 2 cộng 20 là bằng 18. Rồi, 3 x 5 15, 15 trừ ra là 13. Rồi. À, trừ 1, trừ 1 cộng 4 là 3, 3 cộng 10 là 13. Ok. Rồi. Trừ 2 rồi tiếp tục là 18. Ok chưa? 9, 10, 18. Rồi, 3 x 5, 15, 13. Rồi, 28. Ok, điểm A hoàn hảo. Ây da, sao có điểm A vậy? Ôi, gu không được làm bài luôn hả? Đúng rồi, nó không chơi làm bài à. Trời ơi, hồi nãy là do máy tôi bị lắc nên là tôi mới bị hụt mấy cái câu đầu thôi anh em. Mà chứ máy tôi mà không bị lắc, không bị đứng là hả? Tôi làm được rồi là 300 điểm rồi anh em. Từ để tôi coi nè. Không, hồi nãy máy tôi lắc thiệt nha. Hồi nãy là máy tôi bị lắc thiệt á. Rồi để tôi coi nè. Tiếp theo là môn thư viện hả? Thư viện, vô thư viện cô ơi, thư viện đây nè. Sao? Nếu được làm bài không tại. Ôi, nhưng mà cái map này hay đó bạn ơi. Tôi sẽ để cái UID map ở bên dưới cái phần bình luận game nha. Thì anh em nào muốn chơi map này thì có thể bình luận phía bên dưới nha. Và cái điểm cao nhất ở trong map này mà anh em từng chơi là anh em đạt bao nhiêu điểm, đừng quên bình luận cho tôi biết luôn nha các bạn ơi. Được rồi, chứ bây giờ là tôi đang là 2500 vào ngày thứ hai nè. Đến cuối ngày 2 anh em được bao nhiêu điểm thì đừng quên bình luận với bên dưới nha. Tôi thì tôi đến cuối ngày 2 là tôi được 2500 nè. À chưa, còn một môn nữa, còn một môn tôi chưa biết. Đây, văn bản mẫu. Đỏ, văn bản màu nữa. À, văn bản màu xanh, cái này là đen. Rồi, cái này là... nó không có tím, không, cái này là xanh. Ok, đỏ, xanh, ok. Xanh, ok. À, tức là mình sẽ nhìn theo cái màu, nên mình không được nhìn theo cái chữ. Trời ơi, em bị liệu heo đó. Bà nhìn theo cái chữ đúng không? Đúng rồi. Ây da, từ từ. Nãy tôi cũng mới bị nhìn theo cái chữ sao? Này mà. Kỳ vậy? Cái xanh dưới là cái... Trời, tôi đang làm rất là đỉnh cao nha anh em ơi. Ban đầu là đang bị hơi hớ một xíu thôi. Nhưng mà giờ là biết cách làm rồi nè, biết cách làm rồi. Rồi, 200 điểm trong lòng bàn tay. Ê, yes, có môn nào khó hơn không? Đem hết ra đây. Có môn nào khó hơn không? Mà đem hết ra đây giùm em đi ạ. No. B. Sao cô được có điểm B gì cô? Tại vì em bị liệu. Rồi, kết thúc. Cái môn cuối cùng của ngày số 2 là mình được 2756 điểm. Có anh em nào mà có vượt qua được cái kỷ lục này của tôi hay không thì đừng quên để lại bình luận phía bên dưới nha. Nhớ là kết thúc ngày 2 thôi nha. Còn cái map này hình như nó lên tới ngày 3, ngày 4, ngày 5, ngày 6, nói chung là nhiều ngày lắm. À,
Từ nãy đến giờ là có một cái mà mình chưa có thử luôn à, đó là môn thể dục. Ấy vậy em chưa thấy không? Ừ, cái môn thể dục là mình chưa có. Để tôi coi coi thử. Anh em đợi tí nha, tôi sẽ skip qua cái đêm ngày hôm nay đi diệt quái vật để tôi coi coi là cái ngày hôm sau mình có môn thể dục hay không nha anh em ơi. Nếu có môn thể dục thì tôi sẽ chơi thêm một ngày nữa các bạn ạ. À, lộn, tôi sẽ học thêm một ngày nữa các bạn ạ. Ok. Ôi, có môn mới cô ơi, máy tính cô ơi. Môn máy tính. Máy tính. Ừ. Game hả? Không biết, nhưng mà có môn máy tính nè. Cái này là phòng đâu vậy? Phòng thí nghiệm nè. À, giờ mới biết ở trường có nhà vệ sinh. Ủa có mà bà nội. Ờ nãy giờ không thấy. Ủa phòng máy tính nó nằm đâu vậy? À, đây nè, thấy rồi, thấy rồi. Đó, 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 đó. Vô. Rồi bạn đâu? Máy tính em chơi được. Ở đâu? Mà bằng đầu luôn hả? Ok, chơi rồi. Tôi vừa mới đổi cái skin Mr. Gà anh em, mà trong map này người ta cho test skin nhưng mà skin Mr. Gà là tôi có, nhưng mà thôi tôi cứ đổi skin Mr. Gà đi đem. Môn máy tính này là anh top 1 nè, GI nhập dữ liệu đầu vào theo ghi chú được viết trên giấy. Ôi trời ơi. Kìa. Kìa. Trời má ơi. 2, 3. Ôi. Ôi cô ơi, căng vãi cô ơi. Ôi ơi, tôi được có B cộng đó các bạn ơi. Ok, môn tiếp theo là môn hóa học các bạn ạ. Môn hóa. Lại hóa nữa hả? Dạ, lại hóa. Hóa đâu vậy? Làm hóa này nè, laboratory nè. Ok. Ôi may quá, nãy môn tin tôi vẫn được B cộng anh em ạ. Thôi lúc đầu hơi hoang mang thôi nên là làm bị chậm thôi các bạn ơi, chứ lúc đầu mà không hoang mang là làm ngon rồi. Lúc đầu mà biết trước môn mới làm sao làm ngon rồi. Vô, tại sao em lại ngồi với đối thủ cạnh tranh điểm với anh? Ủa vậy? Coi lộn. Xin lỗi đi. Chọn màu sắc cần thiết để xây dựng cấu trúc phân tử. À đù. Hả? À ui ui, à hiểu rồi. Màu đỏ nè, màu lam nè. À. Màu gì nữa? Hiểu rồi. Học hóa học ấy mà. Em không giỏi. Anh bị màu màu. Ê tính là anh bị màu tím màu xanh đúng không? Trời má. Ôi. Yeah. À, ôi tôi được điểm A đó các bạn ơi. Chết rồi, môn này tôi thua cô Bi. No. No. Có gì đâu mà buồn. Anh bị màu màu đó. Khó phân biệt màu tím với màu xanh thôi, chứ không là em thua anh rồi. Sao? Để em lo. Vậy có vẻ như là cái môn hóa học này Gu là người top 1 rồi anh em ơi. Cấu trúc phân tử luôn top 1 rồi. Ủa ơi, cấu trúc phân tử tôi top 3 thôi à. Ui. Được rồi, môn tiếp theo là môn mỹ thuật cô ơi. Thuật hả? Dẻ hả? Ừ, phòng art room bên đây nè. Ôi, hình ảnh slide hoàn thành cái câu đố bằng cách trượt hả? Dở. Lại phải trượt. Ok, mặc dù tôi cũng không thích môn này lắm nhưng mà ít nhất thì tôi vẫn có thể làm được. Ôi, khó vậy. No, em điểm sai. No, anh cũng điểm sai. Anh làm được có một hình nè, em được mấy hình? Em làm được một hình duy nhất. Trời ơi, anh cũng làm được một hình duy nhất. Lâu quá, cho thời gian ít quá. Ừ, cho thời gian ít quá. Đâu rồi, tiếp theo. Máy tính. Computer. Ôi ôi, bắt đầu có những con điểm C xuất hiện rồi các bạn ơi. Bắt đầu những điểm C xuất hiện rồi đó. Ui, ôi là game mình vượt lên anh rồi. No. Em chỉ được chia buồn cùng anh. No, anh đã không còn lòng xin giỏi nhất lớp nữa rồi. Vậy là do anh chơi hả? Ừ, chắc là anh ham chơi. Rồi, nhập các từ được hiển thị trên máy tính. Ui ôi. Ủa? Anh ơi, em không chơi được, em không làm được. Sao không làm được? Ủa, không cho em làm. Rồi xong. Đồ nè. Tạm biệt anh, em chúc học đây. Nữa hả? Ui, A cộng lên. Ui, nhưng mà vẫn không vượt lên được top 1. No. À không, còn môn tái. Còn môn toán mày. Lại môn toán nữa hả? Còn môn toán, môn cuối cùng ngày số 3 rồi. Còn môn toán nè. Rồi ok. Sắp xếp số từ 1 đến 99 hả? A cộng. Ui, rút ngắn bằng cách điểm rồi. Ôi ôi ôi. Thôi đây bà. Nói chung là chúng ta đã học được 3 ngày rồi. Và tôi thì từ học sinh học giỏi nhất lớp, mê chơi quá nên tuột số học sinh giỏi nhì lớp. Nên là bài học rút ra anh em không được mê chơi khi học nha. Đó.
Rồi, và anh em chơi món này thì điểm tối đa của anh em được là bao nhiêu trong vòng 2 và 3 ngày. Thì anh em đừng qua đây bình luận phía bên dưới để coi coi các bạn có hơn điểm tương không nha. Còn bây giờ thì cảm ơn các bạn đã xem video này và hẹn gặp lại các bạn ở những video kế tiếp. Bye bye.